Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành đang giới thiệu tới quý vị các bạn những mẫu hoành phi câu đối mới nhất hiện nay. Chúng tôi tự hào là một đơn vị sản xuất hoành phi câu đối lớn nhất cả nước. Chúng tôi bán buôn bán lẻ trên toàn quốc. Thì quý vị ưng mẫu sản phẩm hoành phi câu đối nào, quý vị có thể gửi về cho chúng tôi. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên Yên, tỉnh Nam Định. Trên hình các bạn đang xem đây là mẫu hoành phi được chạm ba chữ Đức Lưu Quang, có xen kẽ là tứ quý. Đây cũng là mẫu hoành phi phổ thông. Những người thợ chúng tôi đang ráp công đoạn cuối để bàn giao cho các khách buôn của các tỉnh lẻ trên cả nước. Thường chúng tôi bán cho các tỉnh lẻ như Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, trong thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Đà Nẵng. Rất nhiều các cơ sở bán buôn đã điện cho chúng tôi làm với số lượng lớn. Đây là mẫu hoành phi lồng cuốn thư bằng gỗ hương. Và trên màn hình các bạn đang chiêm ngưỡng đây là một bộ hoành phi câu đối mới nhất hiện nay bằng gỗ vụ. Đây là bức hoành phi lồng cuốn thư mang kích thước là dài 1m97, rộng 67. Và câu đối là câu đối phẳng, có kích thước là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân, được đục bên trên là rơi ngậm đồng tiền, phía dưới là chúng tôi đục lãng hoa. Gần đây thì có rất nhiều khách hàng từ Bắc Ninh và Bắc Giang đã điện về cho chúng tôi là bên cơ sở có những mẫu hoành phi câu đối nào, thì chúng tôi trong clip này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những mẫu hoành phi đang có tại xưởng. Và đây cũng được đánh giá là mẫu hoành phi câu đối mới nhất hiện nay. Chúng tôi ra mẫu vẽ mẫu để cho các cơ sở đồ gỗ khác không bắt kịp. Vì sao chúng tôi nói là rơi lãng thì bên trên chúng tôi đục những chú rơi ngậm đồng tiền. Câu đối này chúng tôi phần bên trên chúng tôi thiết kế là vành cong. Nhìn trông rất là uyển chuyển và mềm mại. Một bên câu đối thì chúng tôi chạm là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Một bên câu đối chúng tôi chạm Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Toàn bộ câu đối và hoành phi có phụ đề tiếng Việt ở phía dưới để cho quý vị dễ hình dung. Câu đối này đang được đánh giá là mẫu mới nhất vì phần diềm chúng tôi chạm tứ quý xen kẽ bốn mùa. Phía dưới chúng tôi đục lãng hoa quả đào. Thì quý vị có thể chiêm ngưỡng được. Quý vị ưng mẫu sản phẩm này, quý vị có thể liên hệ theo hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi cũng đang thi công lắp đặt làm đơn đặt hàng cho một anh khách hàng ở Hà Nội. Anh yêu cầu là dát vàng ta và kích thước của anh là bộ hoành phi câu đối dài 2m17. Trên hình các bạn đang chiêm ngưỡng đây là bức hoành phi dài 1m97, rộng 67, ván dày 3 phân. Đây là mẫu mới nhất hiện nay. Toàn bộ phần chữ nho có phụ đề tiếng Việt. Ở giữa chúng tôi chạm một chiếc cuốn thư và ba chữ Đức Lưu Quang. Xung quanh phần ván chúng tôi chạy chữ công. Phần khuôn chúng tôi làm dày 6 phân, rộng 10 phân. Phần ván chúng tôi làm dày 3 phân. Thì trong các clip trước chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều những mẫu hoành phi rồi. Thì quý vị có thể phía xuống phía dưới phần mô tả chúng tôi sẽ để những link video ở phía dưới. Hoặc quý vị có thể truy cập vào Zalo 0986 883349 để lấy hình ảnh. Hoặc truy cập vào Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý vị hãy gọi theo hai số thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Nếu như quý khách có phòng thờ rộng và to thì quý vị có thể kéo dài kích thước hoành phi lên 2m17 hoặc 2m37.
Chúng tôi có nhận trùng tu đồ thờ cúng cũ bằng gỗ, sơn son thép vàng. Và quý khách nào yêu cầu dát vàng ta thì chúng tôi sẽ phát trực tiếp quy trình dát vàng ta. Và trên màn hình quý vị đây đang chiêm ngưỡng một mẫu hoành phi gỗ hương lồng cuốn thư. Đây là mẫu mới chúng tôi vừa mới ra, làm từ chất liệu gỗ hương nhập khẩu từ Nam Phi. Đó là gỗ hương đỏ từ Nam Phi. Kích thước thì cũng là 1m97, rộng 67, ván dày 3 phân. Quý vị ưng mẫu nào, quý vị có thể gửi về cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ báo giá kích thước cụ thể cũng như là tư vấn lắp đặt. Thì khách hàng ở xa mà không về được thì quý khách hàng có thể xem qua YouTube và có thể đặt hàng online. Chúng tôi online 24 trên 24 để tư vấn cho quý vị yên tâm. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Chúng tôi sản xuất rất nhiều hoành phi câu đối để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao.